Từ đêm mùng 4 tháng 6 đến sáng mùng 5 tháng 6, tại Hà Nội, nhiều khu vực có mưa to đến rất to, khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập trong biển nước. Đáng chú ý trên mạng xã hội tại các hội nhóm Facebook, ngay lập tức xuất hiện những hình ảnh nước ngập lênh láng ngay tại sàn trong một tòa nhà chung cư Hà Nội. Theo thông tin từ tác giả bài viết, hình ảnh trên được chụp tại tòa CT2, khu đô thị Nam Sa La, quận Hà Đông, Hà Nội. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhiều lượt tương tác người dùng trên mạng xã hội. Thực tế từ trước đến nay, chung cư ngập nước không phải trường hợp hiếm gặp. Cả năm trước, không hiếm căn hộ chung cư cũng xảy ra tình trạng nước tràn vào nhà khi mưa lớn. Ví dụ, tối 13 tháng 6 năm 2022, trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng từng xảy ra mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường. Dù ở tầng 8 của một tòa chung cư cao cấp tại Hà Nội, người dân vẫn phải đối mặt với cảnh ngập nước trong đêm mưa lớn. Không chỉ bị ngập vì mưa lớn, một số căn hộ chung cư vẫn bị ngập lụt giữa trời nắng khi gặp phải tình huống chơi trêu. Tại dự án An Bình City của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam, Glesimco cũng từng xảy ra nước tràn vào các căn hộ. Chỉ trong khoảng 4 tháng từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, họng ống cứu hỏa liên tục hai lần bị bục khiến nước chảy ngập hành lang tràn vào trong hay tại thành phố Hồ Chí Minh qua một trận mưa lớn khác vào ngày 13 tháng 6 năm 2020 tại chung cư Techco Town Bình Tân, quận Bình Tân, nhiều hộ dân đang sinh sống tại Block D cũng phải méo mặt tát nước giữa lưng chừng trời mưa lớn. Một trường hợp khác tại chung cư Fresca Riverside tại phường Bình Triểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cư dân tại đây cũng bức xúc với tình trạng nước ngập lênh láng mỗi khi trời mưa. Từ ngày mùng 4 tới ngày mùng 5 tháng 6, trên địa bàn Hà Nội có mưa rào, kèm theo gió lớn, sấm sét gây ngập úng một số tuyến đường giao thông, nguy cơ gãy đổ cây xanh, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Ghi nhận trên các tuyến đường xuyên tâm, các trục giao thông chính Nguyễn Trãi, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Giải Phóng, Xã Đàn, Đại Cổ Việt, trong mưa lớn, cảnh sát giao thông đã chủ động ứng trực phân luồng để người dân di chuyển an toàn. Đội Cảnh sát Giao thông số 7, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội thông tin tại địa bàn các quận Thanh Xuân, Hà Đông, lực lượng làm nhiệm vụ đã hướng dẫn phương tiện di chuyển qua các hầm đường bộ, đường vành đai ba, di chuyển an toàn. Trên các cây cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Phù Đồng, Đông Trù, các tổ công tác ứng trực và sử dụng xe tải để tuần tra, sẵn sàng che chắn gió cho người đi xe máy di chuyển an toàn. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân thường mặc áo mưa khi di chuyển nên gặp gió lớn, có nguy cơ bị che khuất tầm nhìn. Do đó, mọi người cần di chuyển chậm, đi đúng làn, không chen lấn, tuân thủ hiệu lệnh của người điều khiển hoặc đèn tín hiệu giao thông. Trong quá trình mưa bão thường kèm theo gió lớn nên người dân đi xe máy hạn chế sử dụng cầu trên cao. Trong trường hợp bắt buộc phải đi trên cầu, người dân nên di chuyển với tốc độ chậm, cố gắng ghi người xuống xe và hạ thấp đầu để tránh gió. Người dân tránh băng qua cầu nếu nước đang dâng cao và chảy xiết, tránh băng qua cầu nước bởi vì rất nguy hiểm do nước rất xoáy. Khi di chuyển trong mưa, người dân chủ động bật đèn xe để nhìn rõ đường phía trước và đánh tín hiệu cho các xe đi ngược chiều, không nên bật đèn pha khi có xe chạy đối diện vì sẽ gây nguy hiểm cho cả hai khi lưu thông. Một trong những điều người dân tuyệt đối tránh khi đi đường ngày mưa bão là cố gắng đi nhanh để đến địa điểm sớm. Trong những ngày mưa bão, ngoài nhiệm vụ điều tiết giao thông, lực lượng ứng trực trên đường sẽ chủ động giúp đỡ người dân khi cần thiết, đồng thời kịp thời thông tin về ngập úng, cây đổ gây khó khăn khi tham gia giao thông, để người dân chủ động phong tránh trong quá trình di chuyển. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình mưa rông còn tiếp diễn phức tạp, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Do đó, nếu di chuyển trong mưa lớn, người dân cần tuân thủ hướng dẫn, điều tiết của cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng ứng trực trên đường, tuyệt đối không dừng phương tiện trú mưa dưới gốc cây to, cột điện, đề phòng rủi ro. Theo thống kê nhanh của Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ 6 giờ đến 9 giờ, tại khu vực Hà Nội và một phần lãnh thổ các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên, giải mây gây ra sét trong sáng nay, cho thấy có hơn 7.000 cú xét. Ông Nguyễn Đức Phương, trưởng phòng radar thời tiết, Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, thời điểm rông xét nhiều nhất từ 7 giờ đến 8 giờ với 2.855 cú xét. Tính trung bình, trong 10 phút có 475 cú xét đánh xuống đất tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận. Có thời điểm, trong một giây có tới 10 cú xét. Cũng theo Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 12 giờ đến 13 giờ hôm nay, tại khu vực biển Quảng Ninh gần Vịnh Hạ Long, cũng có 1866 cú sét đánh xuống đất, trung bình là 311 cú trên 10 phút. Ông Phương cho biết thêm, hiện nay mạng lưới định vị sét của Việt Nam có 18 trạm được kết nối với hệ thống định vị sét quốc tế. Mạng lưới này phát hiện, định vị, phân tích, hiển thị, lưu trữ và phân phối số liệu theo thời gian thực xét trong mây và xuống mặt đất, CG, và trong mây, IC. Với mạng lưới các đầu đo hiện tại, thì khoảng cách mà các đầu đo có thể phát hiện được xét trong dài từ 400 đến 600 km. Như vậy, ngoài khu vực đất liền của Việt Nam, các trạm định vị xét có thể phát hiện cả xét trên biển và khu vực gần biên giới của các nước lân cận Việt Nam. Về tình hình mưa rông, sấm xét ở Bắc Bộ, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho hay, trong đêm qua và sáng nay, khu vực Bắc Bộ có những điểm mưa to và mưa rất to. Tại Lai Châu, Lào Cai, có những điểm mưa to trên 200mm. Các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang có nhiều điểm trên 100mm. Tại Hà Nội xuất hiện nhiều điểm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như khu vực Quan Hoa, Cầu Giấy hay Nam Từ Liêm. Nguyên nhân của các đợt mưa này do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ bị nén yếu bởi bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc. Đây là nguyên nhân gây ra mưa đặc trưng tháng 5 và 6, mưa kèm theo nhiều rông, gây ra lốc xét và mưa đá ông Vũ Anh Tuấn nhận định. Cũng theo ông Tuấn, trong thời gian tới, dạnh áp thấp đi qua Bắc Bộ vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, không khí lạnh phía Bắc suy yếu và rút dần ra phía Đông. Mưa lớn sẽ không tập trung nhiều như đêm qua và sáng nay. Lượng mưa sẽ giảm dần, song rông lốc, xét mưa đá, có thể kéo dài đến hết ngày 6 tháng 6. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6, khả năng Bắc Bộ sẽ lại có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 4 giờ 30 sáng nay mùng 5 tháng 6, mây đối lưu phát triển và gây mưa cho khu vực huyện Ứng Hòa, quận Ba Đình, quận Đống Đa, huyện Ba Vì, huyện Đan Phượng, quận Hà Đông, huyện Hoài Đức, quận Hoàng Mai và mở rộng sang khu vực nội thành Hà Nội. Cơn mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt tại nhiều tuyến đường của thủ đô Hà Nội. Theo ghi nhận lúc 8 giờ 30 sáng cùng ngày, các tuyến phố như Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Vành Đai Ba, Chiếu Khúc, Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân đều bị ngập dài, nhiều đoạn nước cao gần bằng bánh xe máy. Một số tuyến phố ngập sâu 40-50cm như Chiếu Khúc, Lương Thế Vinh đã làm hàng loạt phương tiện chết máy, nước mưa còn tràn vào một số nhà dân. Cơn mưa lớn vào sáng ngày 5 tháng 6 đã khiến nhiều tuyến đường phố ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, người dân vất vả trong việc đi làm, đưa con đi học, vân vân. Ghi nhận của phóng viên dân trí, từ dạng sáng, bầu trời Hà Nội xám xịt, đổ mưa lớn. Từ 7 giờ 30 phút, nhiều tuyến đường phố của thủ đô như là Lê Văn Lương, Nguyễn Trí Thanh, Trần Duy Hưng, Láng, Láng Hạ, Vành Đai Ba, Nguyễn Trãi, v.v. xảy ra ùn tắc. Hàng nghìn phương tiện nhích từng mét dưới trời mưa nặng hạt. Trong khi mưa tập trung xuất hiện điểm úng ngập tại tổ dân phố số 1 và số 4 thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Đến 7 giờ, trên địa bàn Hà Nội không còn điểm úng ngập, động nước, giao thông đi lại bình thường thực hiện phương án thoát nước mùa mưa, phòng chống úng ngập được duyệt từ sáng sớm. Công ty thoát nước Hà Nội đã bố trí công nhân tổ chức thu dọn vệ sinh các miếng thu, các tấm chắn vật cản và tập trung vận hành bơm hạ mực nước trên hệ thống sông hồ điều hòa chính, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống thoát nước. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 5 tháng 6, khu vực nội thành Hà Nội có mưa vừa mưa to đến rất to. Trong một vài giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20 tới 30 cm. Đáng chú ý, một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30 tới 50 cm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng mùng 5 tháng 6, tại khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dân bất ngờ với sấm sét. Cơn mưa rông từ khu vực phía tây nam Hà Nội kéo về trung tâm thành phố kèm theo sấm sét liên hồi sáng nay khiến nhiều người bất ngờ. Theo thống kê của Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, sáng nay ở các tỉnh miền Bắc nhiều nơi có sấm sét. 6 giờ 50, trung tâm ghi nhận 683 cú sấm sét, trong đó có 460 cú sét đánh xuống đất. Tại khu vực Hà Nội, sấm sét xuất hiện ở nhiều quận huyện, trong đó khu vực Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa xuất hiện sấm xét dày đặc. Cơ quan khí tượng dự báo trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20 đến 30 cm. Đáng chú ý, một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30 đến 50 cm, bao gồm Thụy Khuê, Vương Thừa Vũ, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, ngã tư Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, ngã năm đường Thành, Bát Đàn, Nhà Hỏa, Dương Đình Nghệ. Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm hôm qua, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to như Bản Giang, Lai Châu 170mm, Xuân Minh, Hà Giang 166mm, Gia Phú, Lào Cai 130mm, Hồng Ca, Yên Bái 127mm, Cần Yên, Cao Bằng 93mm. Dự báo từ hôm nay đến đêm mùng 6 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 120 mm có nơi trên 200mm. Từ chiều tối và đêm nay đến đêm mùng 6 tháng 6, khu vực Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, các khu đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.